Bích hello, xin biết bà cô bác. Hôm nay thì Đức sẽ quay một clip và chia sẻ về cái mô hình, về cái nghề nông nghiệp. Nói chung là các ngành chăn nuôi như các thủy sản, trồng nuôi trồng chẳng hạn. Thì đây là mình sẽ nói cho quý bà con biết nha. Thì chúng ta nuôi cá cũng như gì thì cũng lệ thuộc rất là nhiều vào cái những yếu tố. Thứ nhất đó là như chẳng hạn như là kỹ thuật nuôi, chúng ta vất vả nuôi người nông dân chúng ta thì lấy công làm lời, để làm sao cho nó có cái lợi nhuận chút xíu. Chúng ta chăn nuôi mà thời gian mà chúng ta nuôi mà không hiệu quả thì cũng rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta cần đây hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái nông nghiệp mà chăn nuôi là một cái yếu tố mà nó khi mà chúng ta nên quyết định nuôi trồng và làm nông nghiệp thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ về vấn đề. Thứ nhất kỹ thuật nuôi, thứ hai thương lái, cung và cầu như thế nào. Thì là cái đó nó cung cầu rất là quan trọng, nói chung là cái nào cũng quan trọng hết. Người nông dân chúng ta là nuôi nuôi trồng thì chúng ta nói chung là bỏ công sức ra, có nhiều nuôi những con vật mấy tháng trời, cả năm trời, có mấy con là 2-3 năm luôn, chẳng hạn như con Trịnh tới 2-3 năm là rất là lâu luôn. Nuôi con này thì tuy nó giá trị kinh tế cao nhưng mà nó rất là lâu, thu nhập nó sẽ chi phí hàng năm như vậy cứ đội lên rất là nhiều ha. Cho nên mình phải tính toán kỹ sau đó mình quyết định nuôi. Mà cái vấn đề đó là thương lái các bạn. Mình người ta xưa người ta nói câu như gì nè, được mùa thì mất giá mà mất giá thì được mùa. Chúng ta được nông dân chúng ta cố gắng có được cái được mùa chẳng hạn thì giá cả lại thấp, rồi giá cả bất bên, thương lái thì có thể ép giá đó các bạn. Cực khổ là chỗ đó. Nuôi là một phần, người nông dân tâm huyết người ta nuôi ra một cái sản phẩm, nhưng còn một sản phẩm để mang lại cho đến người tiêu dùng và cũng như đến cái nhu cầu của thị trường, phải có thương lái. Thương lái thì sao, đem cái sản phẩm mà ra thị trường tiếp, mà thương lái không thương người nông dân thì nông dân sao mà nuôi trồng được. Phải là thương lái, phải gọi là phải nếu mà thương lái mà ép giá nông dân thì nông dân sẽ bỏ không làm nữa, đi vô Sài Gòn làm hay là công nhân cha nó cho nó khỏe, làm kiểu như gì thì đâu có được đúng không. Cho nên là phải người thương lái và người nông dân phải kết hợp với nhau để cho nó có cái được là đôi bên cùng vui vẻ, chứ không là nếu như không nuôi nữa thương lái sẽ lấy gì bán đây, hoặc là cái thị trường nó như thế nào đây. Điều thương lái mà ép giá nông dân cũng có chứ không phải không, quan trọng là người ta làm mà có tâm thôi, hiểu được vấn đề này thì tốt, còn không hiểu thì thôi cũng mình cũng không biết sao nữa. Về là nghề nông nghiệp thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ về cái lĩnh vực của mình, về cái nhu cầu thị trường mình đang cần. Có nhiều người họ nuôi nhưng mà thấy mình nuôi như vậy, thấy mình nuôi cái lóc, cái trình gì cũng hùa nhau nuôi, nhưng quan trọng là họ có đam mê hay không, là thấy thấy gì nuôi thì nuôi đại thôi. Thưa bà con, biết con mình nuôi đại hay không thì mình cũng rất là bỏ vốn vô xây dựng một cái công trình, xây dựng cái một cái mô hình nó cũng đâu có phải đơn giản, rất là tốn kém luôn. Khi nuôi thì nhiều người cũng tìm hiểu kỹ, bỏ ra vốn rất là nhiều,
mà làm hiệu quả thì đâu sót chứ. Vậy làm nghề nông nghiệp thì quanh năm thì năm nay hay năm khác cái năm kia, chứ không phải làm xong một mùa rồi xong hết không làm nữa. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta làm vậy thì cái chi phí mà khi mà nuôi giống hạn nuôi cá lóc thì nó cái chi phí xây dựng thì nó đơn giản hơn, nó không có nhiều, nhưng mà nó nặng là nặng tiền thức ăn là chủ yếu. Còn con cái trình thì nó đầu tư, nếu mà mình nuôi tinh bể xi măng như vậy thì đầu tư xây bể rất là tốn kém, rất là tốn kém nha. Thời gian chúng thì nuôi dài, chi phí cao chi phí cao, cộng lại thì chúng ta nên có kết hợp những cái mô hình khác để mà thu nhập chúng ta nó sẽ có lương phiên. Nuôi cái trình thì 2-3 năm mà nó không, nó dài lắm, chi sức thì mình nãy thôi. Hồi nãy giờ thì Đức cũng đã chia sẻ về vấn đề về cái trình cái lốc. Còn mà ví dụ như nuôi mà thương lái, cái đầu ra rất là quan trọng luôn. Thương lái người ta có cái thị trường, có mối, có mang, có cái nhu, có cái cầu, biết cái chỗ của nhu cầu của thị trường thì sẽ bán được giá cao. Thì hồi bữa thì cũng có anh bạn cũng gọi điện cho mình nói giờ Đức ơi, giờ cái giá ở mình bao nhiêu, chứ ở ngoài vào ảnh thì thương lái ép giá. Mình nghĩ ra cuộc đời sao cứ ép giá hoài, tại vì trong tỉnh của mình thì thương lái thì vẫn ép giá chứ không phải không, nhưng mà người nông dân liên kết lại, liên kết là như thế nào, liên kết các cái mua các chủ hộ nuôi chúng ta liên kết với nhau, thống nhất về cái giá rồi, chứ không nên là chúng ta nên là chia sẻ chia rẽ ra thì chúng ta rất là nguy hiểm, có thể giá càng ngày càng tụt. Tất nhiên là thấy anh kia bán thì ở mình đây vẫn có xảy ra trường hợp như vậy, thế này bán với giá 60.000 ký, anh kia bức mình quá, sao cái không bắt mình mà bắt người ta vậy, sau đó lại hạ giá còn 55 anh kia tức mình cho 50 luôn. Vì câu chuyện suốt ai khổ, nông dân mình khổ chứ không ai hết, thương lái người ta bán vậy, rồi cuối cùng giá càng ngày đau, người nông dân lỗ, bán không có lời, một lời thôi là nhiều. Đa số thì mình